Ủy ban Nhân dân tỉnh Bình Định vừa phê duyệt nhiệm vụ quy hoạch chi tiết xây dựng tỷ lệ 1/500 khu đô thị Long Vân 3 và khu đô thị Long Vân 4, phường Bùi Thị Xuân, thành phố Quy Nhơn. Tổng diện tích lập quy hoạch 69 ha. Với khu đô thị Long Vân 3, diện tích lập quy hoạch khoảng 38,3 ha, quy mô dân số khoảng 6.500 người. Khu đô thị Long Vân 4 có vị trí tương tự với khu đô thị Long Vân 3, diện tích quy hoạch khoảng 31,2 ha, quy mô dân số khoảng 5.000 người. Dự kiến khu đô thị Long Vân 3 và 4 sẽ hoàn thành năm 2028.